Kính chào trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng tổ đình. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Trư. Chư. Chương 518, mắt có khô hay không? Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Một người trong đó trầm giọng nói: Mấy vị thiên tôn kia không thấy tổng thích đâu, nhất định bọn họ vẫn còn ở trên giao trì thậm chí nó không chừng đã tiến vào ngọc kinh chờ đạo thụ giáng lâm một đạo nhân khác lau đi vết máu ở bên trên mặt hậm hực nói bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn dù nguy hiểm đến thế vẫn ở lại ngọc kinh chờ cơ hội cướp đoạt đạo quả đáng tiếc đạo quả xem như vô duyên với chúng ta nguy hiểm bọn họ vận dụng là những phần thần hóa thần không có nửa điểm nguy hiểm cho bản thể bọn họ thậm chí nó không chừng pháp bảo trí tôn kia chính là một vị nào đó trong số bọn họ tế lên. Những thiên tôn này không phải lão hồ ly, thì làm sao mà ngồi lên vị trí hiện tại được. Mấy tên hình này mình đầy thương thích là cao thủ của tiên giới, ẩn thân trong ngũ nhạc tiên sơn, may mắn tránh thoát được trận thanh tể của sơn thủy trượng thiên xích. Bọn họ cạn hết hứng thú, đang chuẩn bị rời đi, thì thấy một thiếu niên không lùi mà tiến, đi thẳng về phía trước, cười nói. <cười> đây chính là cơ hội của chúng ta thay vì làm tán nhân cả đời không bằng nhân cơ hội này liều một phen nói không chừng có thể giết được chết người kia cướp được pháp bảo trí tôn dù không cướp được pháp bảo chí tôn chết nhiều người như vậy cũng có rất nhiều bảo bối có thể nhặt đuổi theo hắn chờ hắn chết nhặt động uyên của hắn động uyên của hắn lớn thật đại nghịch bất đạo đúng vậy lớn thật đám người nhào nhào quát lớn do dự một chút lại cùng đuổi theo hắn rồi nói Thiếu niên này mặc dù đại nghịch bất đạo Nhưng nói cũng có lý lắm Chúng ta không đoạt được pháp bảo trí tôn Nhưng pháp bảo trí tôn đánh chết nhiều người như vậy Trong đó không có ít người mang thuốc độc uyên Nhặt được độc uyên thì chúng ta xem như phát tài rồi Hứa ứng chính là thiếu niên kia Hắn giãn ra gần cốt Lặng lặng phát động thế nhất bất diệt chân kinh sau khi thay đổi ba cốt dương cột sống của hắn phát ra tiếng kêu rằng rắc Trong khu vực hy di Tam thập tam thiên gió cuốn mây phun hóa thành đạo lực cuồn cuộn tràn vào nguyên thần không bao lâu sau hắn đã khôi phục lại đỉnh phong hắn thầm vận chuyển huyền công thập đại động thiên hợp nhất động huyền thái nhất giấu ở bên trong doanh châu thái nhất chi khí liên tục tràn tới không ngừng đền bù thiếu hụt cho đạo khóc tạo thành điều chỉnh trạng thái của hắn hắn vừa tu luyện vừa đi theo dọc thiên hạ hắn đã tìm hiểu bố cục của ngũ trang khoan tu vị lại có tiến bộ không nhỏ nguyên thần tăng mạnh nhất thái nhất khí lưu truyền ở trong tam thập tam trọng thiên gia trì nguyên thần để trình độ nguyên thần quán đột nhiên tăng mạnh là hứa lão ma của đấu bộ đừng trêu chọc hắn mấy vị tiên nhân đi theo sau lưng hắn đều có tu vi thực lực không yếu đang đỏ mắt nhìn quanh tìm xem tiên nhân chết ở đây có để lại bảo vật gì hay không bọn họ rất cảnh giác với hứa ứng nhất là doanh trông khiến bọn họ thèm thuồng nhưng vừa nhìn thấy gương mặt hứa ứng có người đã lập tức nhận ra hắn Im lặng, hắn nghe thấy đấy Mấy người vội vã cuống cuồng Hứa lão mà chỉ điểm chúng ta sưu tập bảo vật làm cái gì Chẳng lẽ là để chúng ta sưu tập bảo vật xong Hắn lại giết chúng ta để đoạt bảo à Ta nghe nói hắn có cái biệt danh là hứa lão cổng, Chắc chắn là dự định nuôi thả chúng ta trước Chờ chúng ta béo lên rồi lại làm thịt chúng ta Hứa ứng đi không nhanh không chậm ở phía trước Cô nghe thấy những lời đồn kia Chỉ coi là đối thủ tung tin đồn nói xấu mình Tiên chủ, linh vô tâm ở phía trước Thân bà đột nhiên nói Bên trong doanh châu, thân bà cũng đang không ngừng suy tính Ý đồ nắm giữ động tĩnh của sơn thủy trượng thiên xích Chỉ là pháp bảo trí tồn này cực kỳ khó tính toán Nàng có thể phát hiện được nguy hiểm Nhưng lại không thể phát hiện được nguy hiểm tới từ đâu Gỡ ứng đi thẳng về phía trước Đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn Tiếp theo không còn một tiếng động nào Hạch khai dương chính là linh vô tâm nhi tử của nguyên quân linh tố đã đoạt giá thân thể hách khai dương hứa ứng hắn đi tới phía trước chỉ thấy hách khai dương bóng me khắp người đứng ở chân ngọn núi lớn ở bên cạnh thiên hà trên tay dẫn theo một người dưới chân có rất nhiều thi thể cỡ lấy được đủ loại động uyên to nhỏ khác nhau từ trên những người kẻ kia bên trong động uyên có tiên sơn tiên cùng trói sáng lóa mắt Người bị gã nắm ở trong tay chính là Ninh Tử Tiên Quân Hiện tại đã mình đầy thương tích Linh vô tầm mắt lóe tinh bằng Tay nắm cổ của người kia Dần dần dùng sức Hưng phấn nói Đi mòn gót sắt không tìm thấy Gặp được chẳng tốn chút công phu Gỡ ứng Lần trước người suýt chút nữa đã giết chết ta Không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì Từ ninh tiên quân tránh thoát được trận đại thanh tề Của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích Nhưng lại bị Linh vô tầm để mắt tới giết mấy vị cao thủ bên cạnh gã rồi bắt lấy gỡ ứng khẽ nhíu mày linh vô tâm hưng phấn vô cùng cười nói người thấy cụ thân thể mới mà phụ mẫu đã tìm cho ta như thế nào nguyên chủ nhân của thân thể này tên là hách khai dương Rồi về rèn luyện thân thể thân thể của hắn thiên truy bách luyện tu vi của không yếu tiếc rằng động uyên ẩn địa của hắn chỉ là một cái động uyên không trọn vẹn chỉ có thể đủ cho hắn tu luyện tới cảnh giới tiên vương ta đoạt xa hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tu luyện tới tiên quân Hứa ứng khẽ nhíu mày ngọc hồ chân nhân khiêu chiến với tứ đế cõi âm chính là vì ý của linh vô tâm khi đó hứa ứng quyết chiến linh vô tâm diệt tới tiền giới cho đứt sinh cơ của gã một chỉ khi đó hứa ứng dồn hồn lực tăng mạnh nguyên thần của gã càng nổ thân thể của gã sau đó cho thêm một luồng chu tiền kiếm khí để tiêu diệt nguyên thần Về thường thế này nguyên quân tuyệt đối không thể cứu chữa được gã nhưng mà linh vô tâm lại còn sống khiến hứa ứng sinh nghi linh vô tâm rắc một tiếng vặn gãy cổ tử ninh tiên quân chấn dụng động uyên của tử ninh tiên quân cười nói <cười> bây giờ ta đã giải quyết triệt để nan đề thân thể Đã mạnh hơn lúc trước hứa ứng người không phải là tiểu phụ thân của ta ta cũng không còn là linh vô tâm lúc trước nữa gã tê hết những động uyên mà mình vơ vét được lên treo ở sau lưng linh lực linh khí bằng bạc trong những độc uyên kia lập tức ào ào dồn đến nhưng độc uyên kia nhất là bên trong độc uyên của tử ninh tiên quân còn cất giấu trong ngàn vị tiên nhân là thân thuộc của gã đều là bị linh vô tầm chấn vỡ tất cả máu tươi ồ ạt chảy ra ở bên trong độc uyên hệt như thác nước linh vô tầm phát động tam thập tam trọng thiên thần hội công thân thể và nguyên thần hòa là một thể thân mình càng ngày càng cao lớn cờ bắp dữ tợn vặn vẹo sau lưng hiển hiện nhị thập bát trọng thiên thần ma trải rộng các loại đạo âm kỳ dị hỗn tạp gia trì trên thân gã đạo chẳng tiên quân khó khăn lắm mới bao phủ được lên thân thể của gã đạo thụ cũng chỉ là miễn cưỡng cao bằng gã linh vô tâm từ trên cao nhìn xuống hưng phấn nói hứa ứng người chưa từng thấy cảnh giới thân thể nguyên thần của ta hoàn toàn dung hợp đúng không hiện tại ngươi có thể kiến thức một chút đấy gã quạt to một tiếng vung quyền nện xuống đạo lực đổ ập xuống làm cho không răng vặn vẹo thiên hà lắc lư dữ dội cơ hồ ngưng chảy mấy tiền nhân sau lưng hứa ứng thấy thế thì sinh lòng sợ hãi vội vàng bỏ chạy tứ tán trong khoảnh khắc bọn họ bỏ chạy phía sau bọn họ truyền đến tiếng vàng kinh thiên động địa đám người quay đầu nhìn chỉ thấy sau lưng hứa ứng có một tôn nguyên thần trăm triệu xuất hiện đưa tay ngành đón một kích tuyệt thế kia của linh vô tâm nguyên thần của hứa ứng đã không coi là nhỏ Tù vi thần kiều kỳ, có thể luyện nguyên thần đến trăm trượng đã là tư chất hơn người, xem như tương đương lợi hại. Đương nhiên, đó là với luyện khí sĩ mà nói. Mà tiên nhân, mỗi người đều đã có được nguyên thần vạn trưởng, nhất là nhánh của nguyên quân linh tố. Nguyên thần càng cường hoành vô cùng. So với nguyên thần nhị thập bắt, trọng thiên, có thần ma gia trì của linh vô tâm, nguyên thần trăm trượng của hữu ứng cơ hồ là không có ý nghĩa lại thêm linh vô tâm đoạt giá thân thể của hách khai dương nguyên thần thân thể một thể có thể nói đã phát huy rất lực lượng của tiên quân tức cực hạn ngay khoảnh khắc một lớn một nhỏ đã va chạm thần ma bên trong thập nhị bát trọng thiên sau lưng linh vô tâm đột nhiên đùng đùng nổ tung từng khối huyết nhục trên cánh tay phải của gã cơ bát vạn vẹo gần cốt đứt gãy đâm từ dưới làn da ra cánh tay phải của gã thô to vô cùng giống như trụ trời đính thiên lập địa nhưng bây giờ cái cột này lại bắt đầu sụp đổ tan rã dưới một quyền của nguyên thần trăm trượng của hữu ứng linh vô tầm kinh hãi thân thể to lớn lập tức bắt đầu thu nhỏ chỉ trong chớp mắt đã từ vạn trường thu nhỏ đến trường ba tấc áp xúc thân thể nguyên thần tất cực hạn. các bay ngược ra sau khoảnh khắc đã xuyên qua thiên sơn vạn thủy đệ thập lục trọng thiên trong ngũ trang quan nguyên thần trăm trượng của hữu ứng theo sát phía sau xuyên qua từng núi non bay qua mặt nước bao la khuấy động cuồng phong gầm thét mặt nước nổ tung. Linh vô tâm, người chỉ luyện thành sáu loại lực lượng là thân thể, hồn lực, nguyên khí, thần thức, tâm lực và âm dương. Mà ta luyện thành mười loại, và lại mười loại lực lượng của ta đã luyện thành một thể. Thanh ngầm của hữu ứng truyền ra từ bên trong muôn sông ngàn núi. Sau một khắc, hai người lại va chạm một cái ở giữa hai ngọn núi lớn. Hai ngọn núi đột nhiên nổ tung. Ngọn núi đường theo từng vết rách mà tan rã, cự thạch bay lên không trung lập tức sụp đổ dưới ánh sáng chói lóa và phong bạo linh vô tâm phun dầu máu tươi ngập trời trong mấy chốc đã từ người tí hòn bà tấc trở nên vĩ ngạn vô cùng nhanh chân phi nước đại ngàn vạn dãy núi đều ở dưới chân của gã thoát một cái đã bay qua gã từ trọng thiên này chạy đến trọng thiên khác co chân chạy thật nhanh tốc độ vô cùng kinh người gã sinh lòng sợ hãi lần trước gã có thể chính diện giao phòng với hưỡng, ứng mặc dù bị thua nhưng đó cũng không phải là do tu vi của gã không thâm hậu bằng hữu ứng, mà là thân thể của gã quá yếu, bị hữu ứng bắt lấy cơ sở. Mà lần này, các bổ sung thiếu hụt thân thể, dù là tu vi hay thực lực đều tăng cường trên diện rộng, thậm chí còn giết cả tử ninh tiên quân. Nhưng đối mặt với hữu ứng, gã lại không đỡ nổi một chiêu. Đạo thân của mẫu thân cũng ở ngũ trang quan, chỉ cần tìm được đạo thân của mẫu thân thì ta được cứu rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân hình hữu ứng đã xuất hiện ở phía trước người của gã. Ta đã luyện thành bất diệt nguyên thần trên cơ sở bất diệt chân linh kiếp thứ nhất. Ảo diệu trong nguyên thần của nhà ngươi cũng đã bị ta tìm hiểu ra rồi. Thân thể của hứa ứng hơi dừng lại, mỗi chân điểm vài cái, thân hình bay lên không trung, suốt chỉ đâm ra, điểm về phía mi tâm của linh vô tâm. Cùng lúc đó, phía sau hắn, bất diệt nguyên thần cũng đâm ra một chỉ. Linh vô tâm giơ một tay khác lên che ở trước mặt, thân thể hứa ứng giãn ra nhẹ nhàng đáp xuống thiên hà sau lưng máu tươi chút xuống như thác nước cuồn cuộn không dứt nhuộm đỏ cả thiên hà mù bàn tay của linh vô tâm bụp một tiếng đổ tung một chỉ này của hứa ứng đánh ra một cái lỗ thủng hơn cả trăm trượng trên bàn tay của gã hứa ứng và nguyên thần của hắn bay ra từ trong lỗ thủng kia chỉ lực đánh xuyên đạo trận của linh vô tâm xuyên thủng chán của gã đạo liền của gã không ngừng sụp đổ đạo thụ cành lá tàn lụi đạo chẳng tàn dã gỡ ứng nghiêng đầu, lạnh nhạt nói. Bất duyệt nguyên thần của ta không lớn mạnh bằng ngươi, nhưng ta mạnh hơn. Đây là nguyên thần cấp độ trí tồn, không phải thần hội công của linh gia các ngươi có thể địch nổi. Lần trước người đã trốn thoát chủ tiền kiếm khí của ta như thế nào? Nếu người có thể trốn được một lần nữa, ta có thể tha cho người một con đường sống. Cổ họng của linh vô tâm rút lên bần bật, thân thể dần nhằn thu nhỏ, từng luồng kiếm khí diệt tuyệt, tất cả tràn ra từ trong thân thể, chặt đứt đạo liên của gã hai mắt của gã thất thần nguyên thần tinh khí bắt đầu tản ra gào thét chảy ra từ trong lỗ rách ở trên đỉnh đầu đợi cho đến khi thân thể của gã khôi phục kích thước như người thường thân thể đã khó có thể chịu đựng được trọng lượng của nó hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất hóa ra kẻ phá giải thần thông của ta không phải là ngươi gỡ ứng chờ trong giây lát không chờ được tới lúc linh vô tâm phá giải chu tiền kiếm khí của mình trong lòng khôi khỏi cảm thấy thất vọng Hứa ứng vật tay áo đi thẳng về trước ta cho người một con đường sống người không nắm được thì cũng đừng có trách ta phía sau của hắn trong thân thể linh vô tâm đột nhiên có từng đạo kiếm khí bay ra thân thể nguyên thần của gã đều bị xé nát bên trong độc uyên dành châu chư thiên bồng lai đồng loạt bay ra đi thu hoạch những độc uyên và linh vô tâm sưu tập kia đưa đến bên trong doanh châu hứa ứng mặc cho bọn họ thu hoạch tiếp tục khởi hành đi lên chỗ cao hơn. Nhưng độc uyên này không là gì đối với hữu ứng, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là bảo vật không gì sánh nổi. Đại bộ phận tiên nhân phi thăng tới tiền giới, cố gắng cả đời cũng không có nổi một độc uyên nhỏ như là phương trượng tiên sơn. Tiên nhân bổng lai thu hoạch xong, lại đồng loạt bay lên tự mình trở lại doanh châu. Sau khi bọn họ rời đi, mấy tiên nhân vừa rồi mới phi thần tới, kinh nghĩ bất định nhìn về phương hướng mà hữu ứng rời đi. Hứa lão ma giết cả nhi tử của nguyên quân Đúng là vô pháp vô thiên Chẳng lẽ hắn không sợ nguyên quân trả thù ư Ta nghe nói Linh vô tâm là nhi tử của hứa lão ma Và nguyên quân Hồ dữ không ăn thịt con Hứa lão ma đúng là tông ngoan thủ lạt Nói bậy Linh vô tâm còn lớn hơn cả hứa lão ma Ta nghe nói Linh vô tâm là con riêng của trường sinh đế và nguyên quân Trường sinh đế không muốn chịu trách nhiệm Im lặng Trường 519 kẻ địch diệt thiên địa sinh bên trên giao trì phần thần đồng vương sắc mặt ảm đạm chỉ thấy đế quân chậm rãi đi từ xa tới điện hạ ta đuổi cả chặng dài theo sơn thủy trượng thiên xích tới đây sơn thủy trượng thiên xích lại đột nhiên biến mất không thấy đầu nói vậy sơn thủy trượng thiên xích hà là ở trong tay điện hạ rồi phần thần đồng vương thở dài đứng bằng một chân nói ta bị thương nặng như vậy người còn nghĩ rằng ta tế trượng thiên xích ra ư chủ võ người khiến ta thất vọng quá ánh mắt của đế quân lóe lên sắc thái lạ mỉm cười nói Nếu không chừng ngươi lại dùng cách này để rửa sạch hiểm nghi của mình thì sao đông vương hừ một tiếng ngạo nghễ nói ta tinh thông thần toán nếu ta có trượng thiên xích thì đã sớm tìm được tung tích của các ngươi lần lượt giết chết đám thiên quân các ngươi rồi còn có thể chờ tới bây giờ ư sở dĩ người muốn giết ta là vì người thấy ta bị thương nặng muốn nhân cơ hội này diệt trừ ta mà thôi." Đế quân cười nói, "Điện hạ thật thông minh." Gã sát tâm bừng bừng, đang muốn diệt trừ Đông Vương thì đúng lúc này, một âm thanh từ xa truyền đến, "Đông Vương điện hạ, gườ mẫu đến giúp ngươi một tay đây." Đế quân đột nhiên quay người, chỉ thấy hư ứng cất bước đi tới, động thiên doanh châu bay ra sau lưng, sáng chói vô cùng, giống như một hành tinh ma quái. Phía xa còn có mấy tiền nhân lén lén lút lút đi theo phía sau hắn Hứa lão mà muốn giết đế quân Hắn mơ hồ nghe thấy mấy tiền nhân kia nói như vậy Hứa tiền tồn đúng là người đáng tin cậy Đông vương kinh ngạc không thôi Vốn dĩ Y cho rằng lần này hứa ứng tới ngũ trang quan Đã cầu kết với hai đạo đồng Thanh phong minh nguyệt Định diệt trừ tất cả mọi người ở nơi đây Để độc chiếm bảo vật Không ngờ hứa ứng lại thật sự đến đây giúp y một tay chỉ có điều không biết vì sao mỗi khi y suy tính tới hữu ứng thì kết quả ra được cứ mơ mơ hồ hồ trong lòng biết bên người hữu ứng tất nhiên có cao thủ tinh thông thần toán y không phải chân thần đến đây khả năng tính toán không đạt tới mức mạnh nhất không thể nào biết được thần toán bên cạnh hữu ứng rút cuộc là ai Sắc mặt đế quân bình tĩnh như thường quay người đối mặt với hữu ứng mỉm cười nói hữu ứng người cảm thấy người là đối thủ của ta Ngươi không phải ngươi của ngày xưa Ngươi vẫn còn nằm trong phong ấn chưa phá giải Lấy cái gì để đấu với ta Hứa ứng cất bước đi tới Cười như không cười nói Thế người cho rằng năm chữ phong ấn của người Có thể vây khốn ta à Đạo hạnh của ta đã sớm vượt qua ngươi. Chẳng qua không muốn giải khai mà thôi Thậm chí ta còn giúp người già cố phòng ấn đệ Con người của đế quân co rút lại Đại đệ tử Giang Trung Phụ của gã Đã bẩm báo chuyện này với gã khi đó gã hoài nghi người gia cố nắm giữ phòng ngấn chính là bản thân hứa ứng suy đoán này đã trở thành tâm ma của gã hành hạ gã một đoạn thời gian dài gã không thể không chạm tâm ma ném vào quỷ khư không ngờ hôm nay đã chứng thực được suy đoán này vấn đề tại sao hứa ứng lại gia cố phòng ngấn đã sắp thành tâm ma mới của gã hứa ứng nếu như năm đó người không thất bại không lãng phí năm vạn năm vậy thì hôm nay hai ta có thể giao phòng Đế quân cảm khái nói tiếp Nhưng người đã hoàng phí thời gian năm vạn năm Mà trong năm vạn năm này Ta lại không ngừng tiến bộ Những năm này Thành tựu của ta đã đạt tới trình độ Mà người không thể theo kịp Hứa ứng mỉm cười nói Nhưng đến nay người chưa từng phá được bất diệt chân linh của ta Chưa chắc Đế quân sắc mặt lạnh nhạt nói Người cũng đã nhìn thấy cửu thiên tập địa diệt tuyệt tiên trận đồ của ta rồi đúng không? Tiên trận đồ này có bạch ngọc xuyên thi triển ra, đã đủ để diệt bất diệt chân linh của ngươi chưa nếu như đổi lại là ta thi triển thì sao hứa ứng biến sắc lúc ngọc xuyên công tử tế cừu thiên tập địa diệt tuyệt tiên trận lên dù một thần đã chết tiên trận này vẫn làm cho hứa ứng trọng thương đạo thương do tiên trận này để lại cho hứa ứng mãi tới khi hứa ứng tìm hiểu ra bất diệt nguyên thần mới có thể chữa trị được đê quần tự mình thi triển cừu thiên tập địa diệt tuyệt tiên trận uy lực sẽ mạnh hơn ngọc xuyên rất nhiều biến hóa cũng nhiều hơn đương nhiên nguy hiểm cũng càng lớn hơn tiên trận này là đế quân trầm tư suy nghĩ suốt hơn bốn vạn tám ngàn năm dùng để phá bất diệt chân linh của hữu ứng hoàn toàn có khả năng giết bất diệt chân linh của hắn đế quân tiếp tục nói ta nghe nói mấy tiên vương thần vương năm đó ta phái xuống đã chia cắt người dùng chín cảnh giới của người để luyện chế thêm pháp bảo người thế mà có thể thu thập lại được những pháp bảo này về xem như cảnh giới bên ngoài để tăng tu vi thực lực ngựa ứng người vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của kiếp trước rồi gã nở nụ cười nghiền ngắm sâu xa <laughs> kiếp trước người thất bại thật thê thảm người đi lại con đường cũ đó sẽ chỉ thất bại thảm hại hơn mà thôi nhưng ngoại trừ chiến món pháp bảo này ra ngươi còn có cái gì nữa ngươi không có cái gì cả ngươi chỉ là một kẻ đáng thương với cảnh giới thần kiều một luyện khí sĩ bình thường ngay cả tiên nhân thấp kém nhất cũng không phải. Lời nói của gã vô cùng sắc bén, đâm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trong đạo tâm của hứa ứng, đả kích lòng tin, tín niệm của hứa ứng thật mạnh. Hứa ứng không thể nào phản bác được, bởi vì thật sự là hứa ứng cũng đang tự cảnh tình bản thân. Có phải hắn đã ỷ lại quá mức đối với chính đại pháp bảo? Có phải đã đón nhận quá nhiều phúc vận của kiếp trước? Phải chăng hắn không có cách nào đi ra khỏi cái bóng của kiếp trước hay không? nhưng một khi dùng tới chín đại pháp bảo vậy thì sẽ không nỡ từ bỏ nữa dù sao đó cũng là nguồn hy vọng tăng cường thực lực là hy vọng chiến thắng cường địch của hắn vượt bỏ chín đại pháp bảo gợ ứng hắn cùng lắm chỉ có thể tranh phòng cùng với địa tiên thiên tiên bất kỳ một tên tiên vương nào tới cũng có thể đánh cho hắn chạy chối chết gợ ứng như thế làm sao có thể chấn hưng lại lòng người ở tổ đình làm sao tập trung được lực lượng phản kháng chống lại tiên giới đây làm sao tranh phong so sánh với hứa ứng của kiếp trước đồng vương khẽ nhíu mày y nhạy bén cảm nhận được hứa ứng đã bị ngôn từ của đế quân ảnh hưởng tín niệm đang dao động hứa ứng người như thế thì làm sao có thể ứng đối với cứu thiên tập địa duyệt tiệt tiên trận của ta đế quân cười lớn ha 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 người chẳng qua chỉ là hàng nhái của một người khác từng thất bại là một kẻ bắt trước người của kiếp trước đã từng thất bại thảm hại người sẽ chỉ thất bại thảm hại hơn mà thôi. Hai mắt của hứa ứng dần dần sáng lên. Tâm thần bình ổn trở lại, thản nhiên nói. Người sai rồi, ta mạnh hơn ta của kiếp trước rất nhiều. Ta rất muốn thử chìm ngưỡng cứu thiên tử địa diệt tuyệt tiên trận do người thi triển một lần. Người bây giờ chỉ là một phân thân mà thôi. Nếu như ngay cả dũng khí quyết đấu cùng với phân thân của người cũng không có, vậy thì làm sao giết được chân thân của người chứ? Phân thân của đế quân nhớ mảnh Hứa ứng cười như không nói Quốc hồ gì Người dám sử dụng tuyệt chiêu chân chính bại lộ tiền vốn của mình sao Lời này của Hữ ứng Đã đâm xuyên thẳng vào điểm yếu của đế quân Gã thật sự không dám bại lộ Thủ đoạn cuối cùng của mình Hơn bốn vạn năm này đã, đã sớm siêu thoát hạn chế Cứu thiên tập địa phá mà quyết Cổng pháp trước một bước đột phá cấp độ trí tôn Siêu thoát cứu thiên tập địa Diễn hóa ra 12 đạo luân Là do 12 tòa đạo trang tạo thành cấu thành một cái đại đạo tràng đạo hòa của gã có 12 đóa mỗi một đóa đạo hòa lại ẩn chứa đại đạo khác nhau 12 đạo tràng mỗi cái đều là do một tôn thân ngoại hóa thân của mình thống ngự mà 12 vị thân ngoại hóa thân này tuy không phải là thiên quân nhưng có thể sánh ngang với thiên quân nếu như gã cùng với hữu ứng giao phòng bài lộ 12 đạo luân như vậy đối thủ của gã sẽ có phòng bị từ sớm thậm chí chuẩn bị bố cục nhằm vào 12 đạo luân khiến cho gã thất bại trong gang tấc vì đối phó với một tên hữu ứng lãng phí cơ hội vấn đỉnh trí tôn của mình như vậy thật không khôn ngoan chút nào người không dám bại lộ tiền vốn của mình đối mặt với ta chỉ có một con đường chết mà thôi hữu ứng chậm rãi tế pháp bảo chín đại tiên vương lên hóa thành chín đại cảnh giới treo ở phía sau hắn ánh mắt sắc bén nói khẽ nếu người vận dụng thủ đoạn cuối cùng của mình như vậy tương lai chân thân của người chỉ có một con đường chết Bên trong ngũ tràng quan có nhiều đối thủ của ngươi tụ tập như vậy. Bọn họ đều nấp từ trong một nơi bí mật gần đây để nhìn ngươi đấy. Đế quân, người sẽ chọn cách nào đây? Bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn khống chế uy lực của chín đại pháp bảo. Chín đại pháp bảo này không chỉ là cảnh giới bên ngoài của hắn, đồng thời cũng cung cấp pháp lực giống như chín vị tiên vương cho hắn, đẩy tu vi của hắn lên cấp độ tiên quân. Trên bầu trời sau lưng hưởng ứng, mười tòa động thiên xoay tròn kết nối với tiền giới hiện ra đều lại màu sắc kỳ dị đó là chính ánh sáng của đạo thập động thiên gia tăng tu vi của hữu ứng nếu như hắn hóa mười làm một sắp nhập thập động thiên vật dụng động uyên thái nhất tu vi thực lực sẽ tiếp tục tăng lên không nhỏ nhưng hắn cần để phòng trí tồn không dám vận dụng động uyên thái nhất động uyên thái nhất là tiền vốn của hắn hữu ứng cất bước đi về phía đế quân ung dung nói Người lựa chọn con đường thứ nhất Ta giết phần thân của người Tước đoạt cơ hội giành nhân sống quả thụ của người lần này Không có nhân sống quả thụ Tương lai người vẫn đỉnh trí tồn Chắc chắn sẽ yếu hơn những người khác một bậc Lựa chọn con đường thứ hai Thậm chí ngay cả cơ hội sống sót người cũng không có Ánh mắt của hữu ứng lóe lên tia sáng kỳ dị Âm thanh tràn đầy lực lượng dị dạng nhiễu loạn lòng người Người sẽ lựa chọn thế nào đây Trên trán phần thân đế quần lấm tấm mồ hôi lạnh gã miệng đắng lưỡi khô rất muốn tiếp tục chẳng tâm ma nhưng nơi này là ngũ trang quan tâm ma chạm ra thì cũng không có chỗ nào để đi thứ người có khả năng vận dụng chỉ có cứu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận mà thôi hứa ứng chậm rãi phát động như ý đại la thiên quang mang hình tròn ở sâu đầu từ trên hạ xuống dưới chậm rãi chảy rộng ra hình thành đại la đạo tràng vây quanh lấy hắn thái hư thập cảnh bông bềnh khắp nơi ở bên trong đạo tràng vận chuyển vô định hòa lẫn cùng với tập động thiên của hắn hứa ứng mỉm cười nói nhưng kiều thiên tập địa diệt tuyệt tiên trận của ngươi đã rơi vào trong tay ta ta giết chết bạch ngọc xuyên lấy được trận đồ này sao có thể không nghiên cứu thêm về nó ngươi vận dụng diệt tuyệt tiên trận thật sự có thể thắng được ta sao vực trần của hắn từ từ đi qua đại la đạo tràng đã bắt đầu đụng vào đạo tràng của đế quân phần thân này của đế quân chính là tiên quân Tiên quân đạo tràng cực kỳ hùng hậu, đạo liên xen lẫn, hình thành đạo thủ ngàn vạn nhánh rễ, thô to vô cùng. Mặc dù đạo thủ của gã không cao không to, nhưng bộ rễ của đạo thủ thật sự vô cùng kinh người. Ngựa ứng tiếp tục đi đến phía trước, xâm lấn đạo tràng của đế quân, cười nói. <cười> đế quân, ngươi định làm gì đây? Thần thông phong ấn của ngươi đã sớm bị ta phá giải sạch sẽ, cứu thiên thập địa phá mà quyết. Kiều thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận của ngươi Trong lòng ta đều rõ ràng Như vậy ngươi có dùng thủ đoạn trí tôn của mình hay không? Đạo tràng có hai người va chạm Dây dừa với nhau Ngựa ứng lập tức cảm giác được pháp lực hùng hồn Do kiều thiên thập địa của đế quân mang tới Mặc dù chỉ là phân thân tiên quân Nhưng cũng có thể nói là vô cùng kinh người Đế quân đang do dự Đột nhiên Một chiếc kim kiều xuất hiện Ở bên trong đạo tràng của gác Khoảnh khắc kim kiều hạ xuống các lập tức cảm giác đạo tràng của mình một phân thành hai. Đạo tràng, đạo thụ của mình lại có xu thế bị tan đi. Kim Kiều chân áp, thậm chí còn khiến bộ rễ đạo thụ của gã vận chuyển đình trệ. Thần thông chí tôn. Đế quần biến sắc, dưới chân khẽ động, rơi vào trên Kim Kiều. Khoảnh khắc chân của gã rơi xuống, vô số đạo văn tung bay, kiều thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận lập tức bày ra. Trong khoảnh khắc, trong ngoài đạo tràng có hai người đã hiện ra dị tượng cửu thiên thập địa dù hữu ứng nhìn từ phương hướng nào đi nữa thì đều có thể nhìn thấy từng bầu trời bao la đó là dị tượng chư thiên trong trận chém giết ngọc xuyên công tử hữu ứng đã từng chứng kiến cửu thiên thập địa diệt tuyệt thiên trận trận này vừa ra đã để hắn có một loại cảm giác vạn kiếp bất phục hiện tại loại cảm giác này đã xuất hiện trở lại hắn có thể nhìn thấy trên chín tầng trời kia có từng thanh đao khí màu tím trao lỡ lửng đó là thần thông ẩn chứa ở bên trong tử u minh đao tử u minh đao chỉ có một thanh nhưng thần thông thì có thể có ngàn vạn diệt tuyệt tiên trận khởi động do phần thần của đế quân tự mình khống chế vận chuyển ảo diệu hơn ngọc xuyên công tử rất nhiều hứa ứng thần ở bên trong diệt tuyệt tiên trận kiếm quang trong tay lập tức bùng lên chủ tiền kiếm khí nghênh đón từng luồng đao khí của tử u minh đao hắn được kim hà kiếm quân chỉ điểm tu tập kiếm quân cửu yếu chu tiên kiếm khí trong tay hắn bắn ra uy lực càng lớn hơn lúc trước chặt đứt từng luồng đao khí khắp người hắn đều là bông tuyết đang bay múa giống như một quả cầu tuyết cầu tuyết càng lúc càng lớn mặc cho vô số ánh đào từ bốn phường tam hướng trên dưới đánh tới cũng không thể gây tổn thương chút nào tới hắn nhưng cửu thiên tập địa diệt tuyệt tiên trận không chỉ có đao khí từ u minh đào tầng bên ngoài tiên trận đột nhiên phá diệt hóa thành hỗn độn khí cuồn cuộn trực đánh nát đệ nhất trọng chư thiên tiếp theo là đệ nhị trọng thiên sau đó là tầng thứ ba tầng thứ tư tốc độ càng lúc càng nhanh uy lực càng ngày càng mạnh mẽ đợi cho tới khi ép đến đệ cửu trọng thiên đệ thập trọng địa uy lực hủy thiên diệp địa kia lập tức tập trung trên người hữu ứng chính là lúc hắn triệt để diệt tuyệt đây cũng là diệt tuyệt trận pháp mà đế quần thiết kế ra để nhắm vào bất diệt chân linh của hữu ứng dưới loại uy lực này cho dù là bất diệt chân linh cũng sẽ bị khí thế cường mãnh vô thượng phá hủy nhưng ngay lúc kim kiều của hữu ứng hạ xuống đạo tràng của phân thân đế quân lại bắt đầu phân giải hóa thành huyền hoàng dị khí ở hai bên kim kiều huyền hoàng dị khí lại hóa thành vũ cực khí khi phân thân của đế quân đạp lên kim kiều loại biên hóa này càng ngày càng nghiêm trọng hơn hai bên bờ kim kiều huyền hoàng dị khí bốc hơi trong lúc mơ hồ hóa thành một bức huyền hoàng thái cực đồ theo kim kiều vận chuyển Thế cực đồ chuyển biến về phía vô cực đồ ngay lúc đế quân phát động cửu thiên tập địa diệt tuyệt tiên trận trừ thiên chư địa tầng giới chót đã bắt đầu tàn rã hóa thành huyền hoàng nhị khí và vô cực khí thái nhất kim kiều của hữu ứng mặc dù nhìn có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực đã dung nạp kim điển của hai đại la diệu cảnh là hoàng đình kinh và thượng thanh đại động chân kinh cao thâm khó giò hai người đấu pháp trên kim kiều nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh trong khoảnh khắc uy lực của diệt tuyệt tiên trận hội tụ thì có thể nghiền nát tiên thiên bất diệt linh quang phá hủy đại đạo lực lượng thế gian bao phủ hứa ứng ầm à một tiếng kim kiểu đất gãy từng luồng diệt tuyệt chi khí bắn ra từ bốn phường tam hướng chạm thiên tích địa những nơi nó đi qua giao chỉ nứt ra bốn bề nghiêng ngả bầu trời mặt đất lập tức có thêm từng vết thương miệng vết thương còn có dấu vết thiểu đốt hứa ứng người gạt ta trên kim kiểu đất cãi phần thân của đế quần toàn thân đều là vết kiếm thương trên mặt là vẻ phẫn nộ người cũng không phá được diệt tuyệt tiên trận của ta cái hoàng sợ vạn phần chỉ trong một lát ngắn ngủi này đạo tràng đạo liên của gã đã bị hư ứng hóa giải đi gần một nửa sợi dễ đạo thụ cơ hồ đất gãy toàn bộ thành một gốc cây không dễ trong ánh sáng của diệt tuyệt tiên trận tàn hết chỉ thấy thân thể hư ứng vỡ nát nhưng trên cầu vẫn còn thừa lại một nguyên thần lập lòe ánh sáng quang mang bắn ra bốn phía đây chính là bất diệt nguyên thần của hữu ứng nhưng người đã tin không phải sao hữu ứng phát động thái nhất bất diệt chân kinh thân thể tái sinh từ trong nguyên thần thân thể của hắn không ngăn cản được diệt tuyệt tiên trận nhưng cũng may cơ sở trận pháp của diệt tuyệt tiên trận đã bị kim kiều của hắn phá vỡ khiến cho uy lực của tiên trận không cách nào phát huy ra hoàn toàn dẫn tới thất bại trong gàng tấc nếu không có kim kiều phá vỡ cơ sở tiên trận thắng bại vẫn khó mà nói được gợ ứng mở rộng năm ngón tay trong mắt cô hung quang lóe lên đế quân bộ phần thần này của ngươi chính là tiền lời cho tất cả đau cổ mà ta đã phải gánh chịu suốt hơn bốn vạn tám ngàn năm nay còn tiền vốn tương lai ta sẽ đích thân tới cửa lấy lại đế quân biến sắc bay lên không trung ngay tại khoảnh khắc thân thể của gã bay lên không hai chân của gã cũng nhanh chóng hóa thành huyền hoàng dị khí khi thân hình của gã bay đến giữa công trung thì đã hóa đến giữa eo huyền hoàng dị khí chảy xuôi từ eo của gã Hứa ứng đưa tay đè xuống thật nhanh phần thân của đế quân từ trên bầu trời rơi xuống lúc rơi ở trên cầu gãy thì đã triệt để hóa thành một đoàn huyền hoàng chi khí ẩm ầm, ầm tàn dã. Khóe mắt của hứa ứng giật một cái cầu gãy nối liền chỉ nghe ầm một tiếng đạo thụ phân thân đế quân không ngừng sụp đổ hóa thành huyền hoàng khí cuồn cuộn rất nhanh cả gốc đạo thụ giống như là chìm xuống tán cây ngọn cây tất cả đều hoàn toàn biến mất hứa ứng quay người cánh tay trái giơ lên vật tay áo một cái huyền hoàng khí cuồn cuộn sau lưng chia ra làm hai cái lên cái xuống thanh khí ở trên trời trọc khí bày xuống đất hình thành một mảnh thiên địa mới ở trên không trung giao trì cảnh quan hoành tráng đều là do phân thân của đế quân biến thành hôm quang trong mắt hứa ứng dần thu lại đổi thành một bộ hiền lành bóng người cao giáo đi về phía đồng vương cười nói <cười> điện hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh Gỡ mỗ giúp người một tay như thế điện hạ thấy sao đồng vương tầm huyết phun trào lập tức nhảy vọt về phía sau cười lớn hứa ứng người muốn xuống tay với ta đừng quên bản vương học được công pháp của phụ thân tiên đế của ta từng phá kim kiều của ngươi gã đứng bằng chân sau nhảy từng từng nhanh chóng đi xa thanh âm từ xa truyền đến nếu người dám làm thật ta sẽ cá chết lưới rách với ngươi hứa ứng do dự một lúc phần thần đồng vương cũng đã nhảy đi xa biến mất không còn tâm hơi thế là vẻ mặt của ta không đủ hiền lành hay là thần bà ngươi không giúp ta che đậy đồng vương thế hứa ứng kinh ngạc nói chương 520 lão lục bên trong doanh châu thần bà thận trọng nói tiên chủ có khi nào đông vương không tính ra ngươi lòng lang dạ thú nhưng cũng có thể dựa vào nét mặt của ngươi để nhìn ra ngươi lòng lang dạ thú hay không Hứa ứng cười lớn thần bà ngươi lại nói dỡn đấy à lúc hắn quay mặt lại thì sắc mặt âm tình bất định hạ giọng nói ta dễ bị người khác nhìn ra suy nghĩ trong lòng như vậy sao mấy tiên nhân đi theo sau lưng hứa ứng khi nãy cũng lén lén lút lút nhô đầu ra tự mình đắc nhau trong lòng hoảng sợ Người lão mà Thật sự xử lý phân thân của đế quân rồi Tên này to gan thật Phân thân của đế quân cũng dám đụng vào Ngươi nhìn mặt hắn đi Vừa đen lại vừa đáng sợ Đồng vương cũng bị gương mặt này Dọa cho chạy chối chết Hứa ứng quay đầu liếc qua Nhưng người kia chậm rãi rụt đầu Không dám thò đầu ra nữa Đột nhiên thần bà nói Thiên chủ chúng ta phải đi ngay Thân ảnh của hứa ứng lắc lư Biến mất từ bên trong giao trì Bước chân của hứa ứng vừa đi chỉ thấy sơn thủy trượng thiên xích hóa thành một luồng hào quang bay tới lập lóe không yên ở trên không trung giao trì nó không tìm được người bỗng nhiên phá công bay đi động tĩnh sinh ra do hư ứng và đế quân giao phòng quá lớn kinh động đến chủ nhân của trượng thiên xích hư ứng cũng không chạy quá xa nhìn món pháp bảo trí tôn kia dưới chân đột nhiên khẽ động lặng lẽ đuổi theo trượng thiên xích ánh mắt lóe lên ánh sáng hạ giọng nói không phải đông vương không phải đế quân như vậy chỉ còn lại có thiên tôn mà thôi chẳng lẽ kẻ tế trợ thiên xích liền giết người chính là thiên tôn ư xưng hô thiên tôn này truyền để chỉ lôi bộ thiên tôn tiên đình có lục bộ đôi thủy hỏa thái tuế đầu tài thủ lĩnh các bộ đều được phong làm thiên tôn nhưng phong hào của các vị thiên tôn khác bình thường sẽ đi kèm chức vị hoặc là đạo hiệu tên họ duy chỉ có lôi bộ thiên tôn lập công to lớn thiên tôn đã trở thành danh hiệu đặc biệt của gã danh hiệu tương tự còn có đế quân nguyên quân tất cả bọn họ đều là nhân vật đặc biệt loại danh hiệu này chỉ dành cho người có công lao cực lớn thành tựu cực cao thiên tôn vốn là chân nhân nguyên đạo hải dưới trướng tổ thần theo ta được biết đại công của hắn lập là thành lập thiên đạo thế giới khống chế kiếp vận ở trong thiên hạ khống chế thiền kiếp có điều công lao do nguyên đạo hải lập được thật sự chỉ là thiên đạo thế giới sao ánh mắt của hư ứng lóe lên hắn cảm thấy nguyên đạo hải là dựa vào bán đứng thậm chí là ám toán tổ thần lúc này mới leo lên bảo tọa thiên tôn về phần thiên đạo thế giới nó giống ban thưởng hơn chứ không phải là công lao bởi vì nắm giữ thiên đạo thế giới tương đương với biến toàn bộ người phi thăng trong thiên hạ thành môn sinh của gã Tiên nhân sau khi phi thăng tiến vào tiên giới sẽ phải bái muôn hộ bái sơn đầu, bái sư phụ. Tất cả đều cần phải bái thiên tôn. Kể từ đó, thiên tôn có thể nhanh chóng trở thành một thế lực lớn nhất ở tiên đình nắm giữ thực quyền trong tay. Vậy nên thiên đạo thế giới không phải công lao mà là ban thưởng. Thiên tôn nhất định phải có pháp bảo trí tôn nào đó mới có thể đứng vững gót chân. Hứa ứng suy tư, người ngấp nghé thiên đạo thế giới thực sự quá nhiều tỉ như đế quân, nguyên quân, và nọ không chỉ một lần nhúng chạm thiên đạo thế giới, ý đồ dùng cách lồng mây đuổi chim, móc sạch lôi hỏa công bộ, xếp người một nhà vào, từ đó gián tiếp nắm giữ thiên đạo thế giới. Nếu thiên tồn không có vô liếng chấn áp quần hùng, căn bản không thể ngồi vững vị trí đó được, đã bị người khác kéo xuống từ lâu rồi. Có một món pháp bảo trí tồn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu người tế trượng thiền xích lên không phải là thiên tôn thì sao? thân hình hứa ứng khẽ động đậy thân thể dần dần ẩn nấp giấu mình vào trong hư không lặng lẽ đi đến thần kiều của ngũ trang quan bám theo sơn thủy trượng thiên xích đi về phía ngọc kinh tiên thành trượng thiên xích dò xét một phen thì tự rời đi đi theo sau lưng nó càng có thể dễ dàng tránh thoát dò xét và công kích của món pháp bảo trí tôn này hứa ứng chân trước vừa đi thì mấy tiền nhân kia lại nhô đầu ra nhìn theo một chút một người dò hỏi hứa mà đầu đuổi theo trượng thiền xích chẳng lẽ hắn thật sự định xử lý người đã tế trượng thiền xích lên định cướp đi món pháp bảo trí tôn này ư một vị tiên nhân khác nói nếu hắn thật sự làm như thế ta cũng phải bội phục hắn là một vị ảo hắn có điều tồn tại nắm giữ bảo vật trí tôn sao lại dễ dàng bị hắn xử lý như vậy chứ chúng ta còn bám theo nữa không không nhìn thấy hắn rồi trên thần kiều Gỡ ứng đuổi theo trượng thiên xích trong lòng thầm nghĩ có thể trở thành thiên tôn lục bộ đều không thể coi thường thiên tôn tài bộ nắm giữ tài bộ tay cầm tiền tài tiên đình địa vị cực kỳ quan trọng không lấy được niềm tin tuyệt đối của tiền đế trí tôn sao có thể ngồi vững ở trên bảo tọa này bởi vậy thiên tôn tài bộ cũng có hiểm nghi về phần thủy bộ hỏa bộ thoái tế bộ thiên tôn gợ ứng còn chưa từng tiếp xúc bao giờ không hiểu rõ về bọn họ cho lắm ngoại trừ bọn họ chẳng lẽ nguyên quân linh tố là một nữ nhân đơn giản ư? nguyên quân là danh xưng đặc biệt đối với nữ tử linh tố này cũng là danh hiệu độc nhất vô nhị có thể được phong làm nguyên quân sao lại là kẻ vô dụng chứ còn nữa liệu tiên đế trí tôn có ý đồ với nhân sống quả thụ hay không đột nhiên hưởng ứng giật mình phát hiện mình đã bỏ qua nhân vật quan trọng nhất hắn vẫn đoán người có ý đồ cướp đoạt nhân sống quả thụ là đám người đế quân thiên tôn nhưng đã xem nhẹ một nhân vật khác. Tiên đế chí tồn, nhân sông quả thụ, thiên địa linh căn của địa tiên giới cực kỳ quan trọng. Tam giới triều tịch khiến cho tam giới bắt đầu sáp nhập, nếu như nhất thống tiên giới, địa tiên giới và cõi âm. Như vậy nắm giữ gốc thiên địa linh căn như nhân sông quả thụ gốc này, xem như tương đương với nắm giữ cả địa tiên giới. Tiên đế chí tồn sẽ dễ dàng để cho nhân sông quả thụ rơi vào trong tay người khác ư? Sơn Thủy Trương Thiên xích là pháp bảo trí tồn, như vậy rơi vào trong tay tiền đế trí tồn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái chán của ứ ứng toát ra mồ hôi lạnh, tiền đế mới là người có hiểm nghi lớn nhất. Như vậy mình còn đuổi theo Sơn Thủy Trượng Thiên Sích nữa hay không? Nếu như người đã tế Trượng Thiên xích ra chính là tiền đế trí tồn, lần này mình đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Không đúng, khẳng định không phải là tiền đế. Hứa ứng cố gắng bình tĩnh lại, tiền đế trí tồn chính là gia hỏa đã tính toán động yên thái nhất của mình cũng là phụ thân của đông vương tình thông thần toán ngay cả bọn người yêu tổ thái thanh đạo nhân cũng dám tính toán thủ bút cực lớn nếu như gã ra tay hóa thần đạo thần phân thân của đám người đế quân đông vương đã chết không còn một mảnh từ đời nào rồi kẻ ra tay là một người khác hoàn toàn trước tiên cứ mặc kệ hắn tiến vào đại tràng của nhân sâm quả thụ trước rồi hãy tính ánh mắt của hợ ứng lóe lên dọc theo thần kiều tiến lên đuổi theo sơn thủy trượng thiên xích đang phi hành nhắm thẳng đến ngọc kinh tiên thành ngọc kinh thành là tiên thành thành tiên là nơi nguyên thần của luyện khí sĩ phi thăng tiến vào ngọc kinh chính là tiên nhân nên ở thời đại cổ xưa luyện khí sĩ không cần tiến vào tiên giới cũng có thể thành tiên khi đó nhân tiên hỗn hợp cũng là trạng thái bình thường ngọc kinh của ngũ trang quan sâu hùn hút lại khác với ngọc kinh của côn lôn bên trong ngọc kinh của côn lôn phần lớn là đồ vật tế tự là di tích của các đại đế ở phàm trần để lại khi tế tự cho tổ tiên ở tổ đình mà nơi này thì là biểu tượng của đạo từng tòa cung điện cung khuyết nơi đây cũng không bàn mà hợp với cảnh giới tiên nhân thành ngầm của đạo đồng thanh phong từ doanh châu phía sau hữu ứng chuyển đến sư huynh bên trong ngọc kinh có lĩnh vực lục tiên của nhân tiên còn có đạo vực của địa tiên đạo tràng của thiên tiên đạo liên của kim tiên đạo thụ của tiên quân, đạo hòa của thiên quân, đạo quả của đại la kim tiên. Những khu vực kỳ dị này có tác dụng cực lớn đối với việc lĩnh ngộ từng cảnh giới của tiên nhân. Trong lòng hứa ứng khẽ động, muốn dừng lại cảm ngộ, lại không đỡ bỏ qua những cái khu vực kỳ dị kia. Xuyên qua những khu vực này mới có thể đi vào đạo tràng của nhân sống quả thụ. Đạo đồng thành phong nói, nơi đó là hạch tâm của những trang quan, là đạo tràng quan trọng nhất ước ứng nhìn lại gốc nhân sâm quả thụ khổng lồ phát ra các loại đạo quang ở phía xa kia mới là thứ trói mắt nhất ở bên trong ngọc kinh thành này che khuất bất cứ tiên điện tiên cung nào khác những khu vực kỳ dị còn lại đều trở nên mờ nhạt khi đứng ở trước mặt nhân sâm quả thụ Gỡ ứng nhìn bốn phía chung quanh thấy có một vòng ngói xanh tường trắng loáng thoáng đứng sừng sững ở giữa thiên địa giống như là tầng hàng rào thật dày ắt hẳn ngói xanh tường trắng kia là vách tường bên ngoài ngũ trang quan gỡ ứng đi theo trượng thiên sách xuyên thẳng qua đó cố gắng che giấu tùng thích trình độ trên hồ thiên chứng đạo kinh của hắn đã vượt qua ngọc hồ chân nhân một khi ẩn nấp người ngoài cũng khó mà phát giác ra được hắn đi qua vực lục tiên của nhân tiên xuyên qua vực lục tiên nhìn không được mà hết nhìn đông lại nhìn tây chỉ thấy vực lục tiên này cũng ứng đối với thân thể hồn phách nguyên khí thần thức âm dương và tâm lực vực lục tiên của địa tiên tri tổ cũng không cao minh hơn lục bí tổ pháp của hứa gia thanh huyền đạo nhân khai sáng ra tổ pháp đã dựa trên cơ sở ở thời đại cổ xưa để khai phá ra vực lục tiên đến cực hạn hứa ứng không do dự gì đi xuyên qua từ mảnh khu vực kỳ dị này hắn đã tu thành 10 loại tiên vực vực lục tiên của địa tiên tổ vô dụng đối với hắn phía trước trượng thiên xích tiến vào bên trong một địa tiên đạo vực khác đạo vực địa tiên là do tiên nhân tu luyện tới địa tiên cảnh luyện thành một thể với lĩnh vực lục tiên từ đó luyện thành đạo vực tu luyện tới một bước này đạo tượng của luyện khí sĩ sẽ có thể hóa thành đạo tắc pháp tắc đại đạo có điều hữu ứng đã làm đến thập vực hợp nhất hóa thành đạo vực thái nhất đối với đạo vực địa tiên của địa tiên tổ cũng thấy chướng mắt so với đạo vực của ta thì kém bớt một chút hắn đi xuyên qua đạo vực địa tiên đột nhiên lại có một thân hình xuất hiện cũng đang lặng lẽ đuổi theo trượng thiền xích hứa ứng nhìn lại chỉ thấy thân hình kia thất thạo uyển chuyển là một nữ tử trẻ tuổi trong lòng cái động là đạo thân của nguyên quân toàn bộ lực chú ý của nguyên quân đều đặt ở trên trượng thiền xích kia tập trung tinh thần cao độ không để ý tới hắn hứa ứng rất khoát đi theo sau lưng của nguyên quân dù sao đi theo trượng thiền xích cũng quá nguy hiểm nhưng đuổi theo nguyên quân thì sẽ an toàn hơn rất nhiều hai người một trước một sau đuổi theo trưởng thiên xích tiến vào tiên thiên đạo tràng ngựa ứng do dự một chút tiên thiên đạo tràng khá quan trọng với hắn cho tới nay hắn chỉ có đạo hạnh cao thâm lại không cách nào phát huy cũng là bởi vì không có tu thành đạo tràng tuy nói ngộ không đạo nhân tặng hắn như ý đại la thiên đạo tràng giải quyết nan đề của hắn khi đó nhưng lý giải của hắn đối với đạo tràng vẫn có thiếu hụt rất lớn phía trước nguyên quân đã xuyên qua tiên thiên đạo tràng đuổi theo trượng thiên xích đột nhiên hữu ứng nhìn thấy một thân hình lắc lư ở bên trong thiên tiên đạo tràng lặng lẽ đuổi theo nguyên quân nhưng người kia khá lạ mặc áo đỏ chân mang giày đen sau đầu có một vòng hỏa diễm còn là nữ tử tiên chủ nữ tử kia là hòa bộ thiên tôn họ lý tên là tư tuyết thành ngầm của thần bà truyền đến nói nàng ta có hóa thần đến đây trong số những người đến đây bà lĩnh của nàng ta không tính là cao hóa thân bình thường không có thân thể chân chính yếu hơn phân thân một chút tỉ như nhất khí hóa tam thành thuộc về hóa thân là do một khối khí tạo thành thiên địa nguyên thần cũng không phải là con người có huyết nhục phân thân của đế quân là thân chuyển thế của gã có được huyết nhục thậm chí có được các loại cảnh giới đấy mới là phân thân về phần đạo thân của nguyên quân là dùng huyết nhục của bản thân dùng bí pháp tầm bổ dùng đại đạo vun trồng luyện chế mà thành giống như luyện chế pháp bảo là bảo vật luyện thành trong đạo tràng nguyên quân lập tức phát hiện ra hỏa bộ tư tuyết thiên tôn đồng thời tư tuyết thiên tôn cũng phát hiện ra ánh mắt của nguyên quân quét tới hai người đều do dự một chút nhưng cũng đều không hề động thủ nguyên quân thả chậm tốc độ tư tuyết thiên tôn sánh vai với nàng hai nữ cùng nhau bước vào một khu vực kỳ dị khác bên trong kim tiên đạo liên gỡ ứng đuổi theo ra thiên tiên đạo tràng đang muốn tiến vào kim tiên đạo liên đã thấy bên trong kim tiên đạo liên có bóng dáng người lóe lên vậy mà lại có người đang đuổi theo trưởng thiên xích tiên chủ người này là thủy bộ thiên tôn tên là tạ thanh sam còn gọi là thanh sam thiên tôn thần bà vừa mới nói đến đây lại đột nhiên nhìn thấy một người vội vàng nói người kia chính là thái tuế bộ ninh thiên tôn chờ một chút lôi bộ thiên tôn cũng đang ở gần đây hắn đang đuổi theo trưởng thiên xích nàng hưng phấn nói thuật thần toán của ta đã tiến hơn rồi vậy mà tính ra hành tung của thiên tôn viên thiên cương nhắc nhở sư phụ lôi bộ thiên tôn chỉ đưa tới một cái hóa thân thiên yêu tính ra cũng không phải là bản lĩnh của sư phụ người đã tiến bộ đâu thần bà lập tức đen mặt viên thiên cương còn định nói thêm thì cô xạ tiến tử vội vàng giật giật tay áo của gã ra hiệu cho gã không nên nói nữa Hứa ứng kinh ngạc vạn phần Chẳng lẽ chủ nhân của trượng thiên xích không phải là thiên tôn? Hết trường 520, cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị.